Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Mọi người đều nghe trên đài khi mà phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng là cái việc phục hồi việc dẫn dầu từ công ty Colonial Pipeline ở Houston, Texas là một trong những cái đường dẫn dầu huyết mạch cho những cái tiểu bang ở phía miền Đông Nam của Hoa Kỳ đã trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tại thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia cũng như một số các cái thành phố lớn, dân chúng Mỹ vẫn đứng xếp hàng để mua dầu lửa và cái giá dầu lửa đã tăng vọt. Cái điều này cho thấy cái chính sách về vấn đề bảo vệ nhiên liệu và bảo vệ nhiệt năng cũng như là vấn đề làm sạch môi trường của ông Biden đã thất bại. Cái sự thất bại của ông đã mang đến cho những cái người mà ủng hộ ông, chẳng hạn như thành phố Atlanta là cái nơi mà ông Biden đã chiến thắng trong cái cuộc bầu cử tổng thống, một cái ân hạn, tức là sau khi người dân đã bỏ phiếu cho ông Biden thì ông Biden tặng lại cho một cái cú đứng sắp hàng để đi mua dầu hỏa và cái giá dầu đã tăng lên ngoài sức tưởng tượng của người dân thôi. Vâng. Chúng ta biết rằng tới giờ phút này thì mặc dù là cái kháng dầu đã nói rằng đã phục hồi lại cái mức độ mà có thể chuyên tất cả dầu, những cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả những cái tiểu bang của miền Đông đó, kể cả DC, tới giờ phút này thì vẫn thiếu hụt về dầu lửa, và chính đó là lý do mà người ta thấy rằng ông Biden với lại toàn bộ những cái cố vấn của ông ấy và những người mà thuộc vào vấn đề an ninh không đủ khả năng để ngăn chặn về cái những cái gọi là vấn đề tin tặc để tác động vô, và từ đó người ta suy ra là tin tặc chỉ có một ráng nhỏ thôi mà đã làm khuấy động cái đời sống sinh hoạt của Hoa Kỳ, mà trong tương lai khi mà có cuộc chiến tranh thực sự đấy thì Hoa Kỳ sẽ gặp khốn khó rất nhiều, và từ đó người ta đặt vấn đề là liệu ông Biden và những người cố vấn của ông có khả năng để mà ngăn chặn những cái cuộc khủng hoảng lớn trong tương lai, đó là chưa nói cái cuộc chiến tranh trong tương lai. Chính đó là lý do mà Đảng Dân Chủ bây giờ khó lòng có thể nói chuyện, giải thích cho những người dân Hoa Kỳ biết rằng mình là có khả năng lãnh đạo. Và vì vậy cho nên nhiều người ở trong Đảng Cộng Hòa cũng như một số người độc lập ấy, người ta muốn ông Biden thực hiện lại cái chính sách hoặc là những cái đường lối của Tổng thống Donald Trump để mà giải quyết những cái khủng hoảng, và đặc biệt là cái khủng hoảng ở biên giới nữa. Bây giờ khoan nói về cái vấn đề khủng hoảng về biên giới, chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào trong cái vấn đề dầu lửa. Vâng. Thì một số các cái nhà mà nghiên cứu người ta đưa ra một số những cái chỉ trích về chính quyền ông Biden, nói chính quyền ông Biden quá yếu để mà đối phó với cái nạn tin tặc. Dĩ nhiên tất cả những cái cơ quan an ninh, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đều biết tin tặc này xuất phát từ đâu. Nó xuất phát từ những cái quốc gia ở tại Đông Âu, và trong cái số này mặc dù không có dính chính quyền của Nga nhưng mà cũng có những cái người Nga đã dính líu vào trong những cái hành động có tính cách tin tặc này. Thì họ nói rằng là lẽ ra một cái chính quyền bình thường đó thì đã đưa ra những cái lời cảnh báo cho những cái quốc gia mà nuôi dưỡng cái vấn đề tin tặc, mà nói rằng là trong tương lai Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái phương thức mà có thể làm cho cái việc mà gây những cái khó khăn trong cái đời sống sinh hoạt, cũng giống như là bọn tin tặc đã tạo những cái khó khăn cho người dân Mỹ hiện nay phải đứng xếp hàng mua dầu lửa, mua xăng nhất để mà đổ xe, đặc biệt là những cái công ty mà chuyên chở của Hoa Kỳ tại cái khu vực đó thì họ rất lấy làm khốn khổ về cái việc mà phải tích trữ xăng dầu. Quý vị biết tích trữ xăng dầu đâu phải giống như tích trữ gạo hay là đồ ăn ở trong nhà, tích trữ xăng dầu nó rất là nguy hiểm vì cái đặc tính
nó có thể bị bốc cháy, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đó là một trong những cái vấn đề mà người ta nghĩ rằng trong cái kỳ bầu cử sắp tới, Đảng Dân Chủ sẽ phải trả lời cho người dân, đặc biệt là những người ủng hộ Đảng Dân Chủ cũng như là ủng hộ chính quyền, ủng hộ ông Biden và bà Kamala Harris, là những người này năm 2024 họ sẽ phải trả lời những cái câu hỏi tại sao quý vị vừa mới lên là quý vị đã tạo ra một cái scandal một cách nghĩa là không cần thiết như vậy. Bây giờ trở sang cái vấn đề, một cái vấn đề thứ hai là một cái cuộc khủng hoảng mà cũng cho thấy cái sự yếu kém của chính quyền ông Biden, đó là cái cuộc xung đột bằng vũ trang giữa Do Thái và nhóm khủng bố Hamas của người Palestine đã xảy ra hơn 2 tuần lễ nay rồi. Hôm Chủ nhật thì đã có hơn 60-70 người dân ở Palestine đã thiệt mạng vì những cái cuộc tấn công vào những cái đường hầm của Do Thái chống lại cái nhóm Hamas. Thì người ta nói trong cái cuộc chiến tranh mà Do Thái vừa mới phản công trở lại sau khi cái nhóm khủng bố Hamas đã phóng ra hơn 3.000 cái hỏa tiễn sang bên Do Thái. Hiện tại bây giờ thì nhóm Hamas có vào khoảng 40.000 cái trái hỏa tiễn và họ đã phóng đi hơn 3.000 trái hỏa tiễn, tức là 1/10, còn lại 9/10, và đó là cái lý do tại sao mà Do Thái phải tìm mọi phương thức để mà thanh toán từng ổ cái nhóm Hamas này. Thì quý vị biết hiện tại Hamas đã thực hiện một cái đường hầm đi xuyên qua dưới cái dải Gaza và dùng cái đó để mà có thể đột nhập vào trong Do Thái, cũng giống như bắt chước Cộng sản Bắc Việt thực hiện cái đường hầm Củ Chi. Nhưng chính quyền Do Thái cũng như là quân đội Do Thái đã thực hiện một cái sách lược mà có thể nói là lấy từ binh thư Tôn Tử, đã dùng những cái nghi binh để mà có thể tách dân Palestine ra khỏi khu vực Hamas và những cái công sở còn lại và nơi làm cái hầm trú ẩn của cái nhóm Hamas này, đặc biệt là có những cái dinh thự, có những cái cao ốc mà để nhóm Hamas đã trá hình để cho những cái công ty, những cái hãng thông tấn trên thế giới thuê cái chỗ đó, và ở dưới nó là cái đường hầm. Thì sau khi Do Thái đã đưa lên tiếng cảnh cáo và dân chúng đã dọn ra khỏi cái khu vực nó, thì không quân của Do Thái đã oanh tạc và đánh sập những cái công sự này, giết hại không biết là bao nhiêu những cái kẻ khủng bố của Hamas ở dưới những cái đường hầm này, mà không có một cái mà đã tránh được những cái tổn thất tối thiểu đối với người dân Palestine. Vâng, cái việc mà Palestine sở dĩ lần này tấn công Do Thái vì những lý do thứ nhất ấy, là ông Biden đã giải giới cho bên Iran để Iran có thể cho tiền cho nhóm Hamas. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là Hamas được Iran cho tiền, và khi mà Iran cho tiền thì tất nhiên Hamas có tiền để có thể mở cái cuộc khủng bố. Và đồng thời khi mà Hamas thấy rõ ràng là Mỹ rất yếu do cái việc là những cái bên Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau ở Alaska đấy, phái đoàn Trung Quốc chỉ mặt Hoa Kỳ trong 16 phút để dạy dỗ. Như thế này là Hoa Kỳ quá yếu, cho nên Hamas gặp dịp, và bây giờ với một chính phủ như quá yếu như ông Biden thì tại sao ta không thừa thắng xông lên. Và đồng thời chúng ta lại biết rằng ở bên Hoa Kỳ có những phần tử mà sẵn sàng đứng về phía của Hamas và người Palestine, đó là nhóm tứ quái, và kể cả ông Lincoln, tức là những người dân
biểu ở trong Hạ Viện. Vâng, trong Hạ Viện đấy. Mà cái nhóm năm Talib là kia biết ạ. Da đen hay là Trung Đông, vâng, Châu vân vân. Kể cả UAC đó. Dạ, cũng và chống lại. Nói tức là cái nhóm mà gần như là xã hội mà thân cộng sản không? Vâng, kể cả ông Blinken là cố vấn. Kể cả ông Blinken Sanders luôn, và tức là ông thượng nghị sĩ luôn. Vâng. Yeah. Và ông Blinken ấy cũng nói là không có một lý do nào để biện minh cho việc Do Thái mà tấn công cái vấn đề chính hiện nay đó. Thì cái nhóm này cái nhóm mà tứ quái và anh nói đó thì họ phản đối chính quyền của ông Biden, là tại sao viện trợ tới gần 4 tỷ Mỹ Kim quân sự cho Do Thái, trong khi đó thì chỉ cho cái nhóm Palestine có mấy 700 triệu thôi. Được. Và họ nói rằng là phải cắt đứt đi cái viện trợ cho Do Thái, nhưng mà phải hiểu là cái người lãnh tụ đa số của Thượng viện là ông Chuck Schumer và cái lãnh tụ đa số của Đảng Dân Chủ ở tại Hạ viện là ông Hoyer. Hai cái người này là hai người ủng hộ Do Thái. Thành ra hai cái, ngay trong cái hàng ngũ của Đảng Dân Chủ của ông Biden hiện giờ là đã có một cái sự rạn nứt tương đối khá lớn. Vì vậy cho nên ông Biden hôm nay tuyên bố là ông sẽ tìm cách để mà giảng hòa hai bên, nhưng mà cái sự giảng hòa của ông trong cái sự thầm lặng chứ không có làm ồn ào lên. Thì có nhiều người chỉ trích, người ta nói cái thời mà của Tổng thống Trump đó là cái chính sách về ngoại giao đó nó là một cái chính sách công khai, nó ông Trump tuyên bố ồn ào lên tất cả, nghĩa là cái chính sách nó một là nó phải công khai, tức là đi cửa chính vào, và cái thứ hai là áp dụng cái chính sách im lặng phía đằng sau, tức là đi cổng hậu đi vào, tức là cùng một lúc phải có hai cái đường lối cứng và mềm, trong khi đó thì chính quyền Biden chỉ sử dụng cái đường lối đi ngã sau, thành ra nó không có một cái hậu quả nào, và cái kết quả là cái cuộc xung đột vũ trang nó càng ngày càng gia tăng. Cái ông Biden phải hiểu rõ một điều là ở cái giải Gaza ai là người lãnh đạo. Chúng ta biết là cái nhóm thực sự có khả năng đánh đạo là cái nhóm ôn hòa, nhưng mà bị cái nhóm gọi là nhóm khủng bố là Hamas nó chiếm quyền. Thành ra đối với ông Trump là cái tội khủng bố phải cư xử theo cái kiểu khủng bố, có nghĩa là phải tấn công nó. Cho nên vì hiểu như thế cho nên nhóm Hamas dưới cái thời của ông Trump biết rõ ràng rằng động tới Do Thái, tức là mình dùng khủng bố động Do Thái, là ông Trump sẽ hỗ trợ Do Thái tối đa để diệt tất cả những phần tử khủng bố và những cái cơ sở khủng bố. Bây giờ đó, ở dưới thời của ông Biden thì mấy cái tên mà khủng bố núp dưới danh nghĩa của những nhà báo, và chúng ta biết khi mà chúng ta sống dưới chế độ cộng sản rồi, chúng ta biết rằng tụi cộng sản hay những tụi độc tài đó, dùng dân làm bia đỡ đạn, dùng những cơ quan gọi là đệ tứ quyền để mà nó nói lên cái tiếng nói của mình, nhưng mà đằng, thực sự đằng sau nó là cả một cái nhóm khủng bố nằm đằng sau. Và đó chính là lý do chúng ta nói trên đài thì chắc chắn là những người Việt Nam đã từng sống qua chế độ độc tài hiểu điều đó rồi, phải không ạ? Chắc chắn rằng là ai cũng biết là tất cả những cái điệp viên cộng sản ngày xưa đều làm cho những tờ báo, và làm cho kể cả những tờ báo ngoại quốc luôn. Vâng, đúng. Trường hợp Phạm Xuân Ẩn là điển hình, đúng không ạ? Vũ Ngọc Nhà rồi kia. Trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại để trình bày với quý vị vì những cái lý do thầm kín mà tại sao miền Nam là một cái vùng trù phú mà đã phải thua miền Bắc. Mặc dù như vậy, miền Nam vẫn tặng cho miền Bắc một cái nền văn hóa cũng như một cái nền kinh tế lớn từ 46 năm nay. Bây giờ trở sang cái vấn đề Biển Đông thì hồi tuần qua, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt đầu hạ thủy một cái chiếc gọi là không phải là mẫu hạm mà cũng không phải là những cái loại tàu bình thường, mà nó cái tàu này có thể nói gần như là một cái cơ sở hải quân di động của Hoa Kỳ. Cái tàu này mang tên là USS Miguel Key. Thưa quý vị, nó có 2 tầng, và cái tàu này nó sẽ được đi vòng quanh thế giới, tức là nó sẽ đi tới những cái khu vực chẳng hạn như Biển Đông, eo biển Hormuz là cái nơi mà hiện giờ nó đang sôi động vì vấn đề Iran tìm cách quấy rối hải quân Hoa Kỳ, và nó sẽ đi tới những cái địa điểm chiến lược. Thì
chúng ta đã biết từ trước tới giờ những cái căn cứ hải quân của Hoa Kỳ thường nó đóng ở những cái thập niên 50, 60 hay là kể cả trong cái thời kỳ đại dị thế chiến, thì những cái căn cứ chẳng hạn như căn cứ hải quân ở Subic chẳng hạn là Philippines, hay là về sau này căn cứ ở tại Việt Nam là căn cứ hải quân ở tại Vịnh Cam Ranh. Nhưng mà những cái căn cứ đó là những cái căn cứ cố định. Mới đây thì Trung Cộng đã thực hiện cái việc bắt chước như vậy, thì thành lập những cái biến những cái hòn đảo ở cái khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở thành những cái khu vực những cái đảo nhân tạo, và trên đó nó có những cái căn cứ hải quân cũng là cố định luôn. Cái việc mà căn cứ nó cố định đó, thì nó có những cái nguy hiểm là nó có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, và nó phải thực hiện một cái hệ thống gọi là defense, để tự vệ rất là tốn kém. Riêng tại bây giờ thì Hoa Kỳ ở vào cái thời điểm họ không cần những cái căn cứ quân sự cố định ở trên biển, và đó là cái việc lý do tại sao họ đã chế tạo ra cái chiếc tàu mang tên Miguel Kidd này. Nó có hai tầng thưa quý vị, và nó có thể là một cái căn cứ đáp ứng tất cả những cái nhu cầu về quân sự cho hải quân trên bất cứ lúc nào, và nó có thể di động đi bất cứ lúc nào. Nó vừa tiếp liệu, nó vừa sửa chữa, nói chung nó là một cái căn cứ quân sự di động trên mặt biển. Và sau khi mà hạ thủy cái này xong thì phía bên Trung Cộng cũng tuyên bố là họ sẽ bắt chước, và họ sẽ cũng thiết xây dựng một cái hòn đảo nhân tạo như vậy. Vâng, cái trong tương lai. Vâng, cái căn cứ quân sự mà lưu động như thế đó, rất lợi, là vì nó có thể đến bất cứ nơi nào, và nó tới trong vùng biển quốc tế chứ nên nó không cần xin phép bất cứ thứ nào cả. Chứ còn cái tàu mà muốn ghé chẳng hạn xuống Cam Ranh chẳng hạn như hồi xưa, và sợ và Trung Cộng mà trước đó là phải có một cái thỏa ước song phương giữa hai nước cho phép Hoa Kỳ thiết lập cái căn cứ quân sự ở đó, và tốn tiền nữa, vừa phải trả tiền mà về sau còn bị đuổi. Philippines là đuổi Mỹ ra khỏi cái căn cứ Subic, và Cam Ranh là Nga cũng đã từng mướn cái đó, nhưng mà rồi cuối cùng không đủ tiền phải trả lại. Thành ra chúng ta biết rằng làm như thế này đó thì một lần là có thể có căn cứ hải quân, căn cứ mà hải quân di động bất cứ nơi nào trên thế giới, nơi nào có điểm nóng đó, là cái tàu sẽ tới, và khi nó tới gần đó nằm trong vùng biển quốc tế có thể quan sát được tất cả mọi thứ và không có tốn kém. Đây là một cái, chúng ta gọi đây là một cái chiến lược mới của Hoa Kỳ dưới cái thời của ông Tổng thống Donald Trump, và bây giờ thì ông Biden được hưởng thụ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.